Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em vừa mới về thêm các cái mẫu máy lọc nước của Daikyo. Thì nhân tiện em làm một clip ngắn để giới thiệu sản phẩm cũng như là cái review cái sản phẩm cái mẫu Daikyo có mã là DKV-009H. Đây là mẫu mới nhất của năm 2019. Thì về cái hình thức bề ngoài thì nó cũng giống như cái mẫu của năm 2018 thôi, cũng gần như là không có gì thay đổi. Toàn bộ trên là làm bằng mặt kính cường lực 3D. Đấy. Mặt trước thì vẫn có các cái dòng chữ là Daikyo, dòng sản phẩm cao cấp, và cái máy RO, màng RO Down của Mỹ. Đây, cái vòi. Cái này có bắn chữ laser Đại Việt ở đây nhé. Số tổng đài, nói chung là đầy đủ mọi thông tin được in ở trên mặt trước của sản phẩm. Đây, tem bảo hành điện tử, rồi thông tin về máy đầy đủ hết nha. Đấy, cái tay cầm này cũng có chữ Đại Việt này. Đấy, và một cái đặc điểm thứ hai là em có thấy nó có khác biệt so với cả cái mẫu của năm 2018. Đây. Sự khác biệt nó nằm ở đây. Thì như các cái máy kia, máy cái đời trước 2018 thì ở cái phần này thì người ta sẽ làm bố trí là ba cái nút như này, 1 2 3 cũng ba cái nút như này. Đấy, một đường ống nước vào, ống 10, và hai đường, một đường nước thải và một đường thông khí. Đây là ống 6. Thế nhưng mà hiện nay thì người ta đã bỏ cái đường ống thông khí và thay vào đây một cái đường ống 6 ra là đường ống nước tinh khiết các bác nhé. Vậy thì tí em sẽ mở bên trong ra thì các bác nhìn nó sẽ chi tiết hơn. Đấy. Và đây một cái điểm khác biệt thứ hai nữa đây. Đây. Toàn bộ là cái phần dây nguồn. Đấy, khi mà vận chuyển nhé, nó sẽ được giấu ở trong đây. Đấy, đây cũng là một cái cải tiến. Một cải tiến rất hay. Đấy, giấu hết vào trong cái hộp này thì khi mà vận chuyển thì nó sẽ không bị rơi, không bị làm ảnh hưởng đến cái phần vỏ của máy. Đấy. Đấy, em sẽ sâu cái nội thất bên trong nha. Đây, bên trong này. Đây là cái hộp quà tặng của Daikyo nhé. Hộp quà tặng này thì gồm 3 loại lọc thô. 3 loại lọc thô số 1. 3 loại PP số 1 nhé. Đây. Đấy. Một đường ống cấp nước vào, một đường ống nước thải, một vòi và một tay mở, một khóa. Khóa này có chứa nước nha. Đấy. Đây, cái sự cải tiến của năm 2019 đây. Nó nằm ở đây các bác nhé. Thì đây là cái đường nước vào. Khi mà máy nó lén qua màng RO thì cái nước tinh khiết nó sẽ vào cái bình chứa này. Đấy. Nước tinh khiết sẽ vào cái bình chứa này nhé. Đấy, nhưng mà ở đây này. Ở đây thì chúng ta có thể lấy thêm được một đường nước ra nữa. Đấy, ví dụ như là các bác để máy ở vị trí này đấy, nhưng mà muốn thêm lấy thêm một một vị trí nữa, chẳng hạn bữa các bác có làm một cái bình chứa ngoài nữa chẳng hạn, đấy thì vẫn đấu đấu vào đây là vẫn ok nhé. Đấy, đây là một cái sự cải tiến của ba cái sự cải tiến của năm 2019. Đấy, còn lại về tất cả mọi thứ thì nó vẫn giữ nguyên. À, giống như nằm cái mẫu của năm 2018. Máy bơm thì vẫn là made in Taiwan. Nguồn made in Taiwan. Màng RO Down của Mỹ. Màng này, màng Down Mỹ đây. Chuẩn. Công tắc của thằng gì nhỉ? Van áp thấp. Ok.
Nói chung là không có cái gì gọi là chê trách ở cái sản phẩm này cả. Sản phẩm quá tuyệt vời các bác nhé. Này thì các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0982826628 hoặc là 0929826628. Cái phần kính của nó là kính 3D cường lực cao cấp nhá. Rất đẹp. Đấy. Rất sang trọng đẹp. Đấy, đây là cái mẫu dòng H các bác nhá. Con này thì giá của nó chỉ tầm 5 triệu, hơn 5 triệu tí thôi. Đấy. Các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Đấy, em xin chào, cảm ơn toàn thể các bác.